Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Tác giả Tony Bergen, bản biên dịch của Hồng Ánh, đơn vị ủy thác bản quyền Tony Bergen thông qua Sylvia Hayes Literary Agency và Skull Rise Agency. Let it be easy, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. 12 loại gia vị tạo ra sự thay đổi cho chất lượng cuộc sống. Cho dù bạn đang hưởng thụ cuộc sống trên đỉnh cao hay chìm dưới vực sâu, thì chính bạn mới là người tạo dựng nên cuộc sống của bản thân. Nếu mỗi ngày bạn luôn phải đối mặt với những vấn đề về tài chính, xung đột trong mối quan hệ gia đình, các vấn đề về sức khỏe và công việc thiếu ổn định, thì cuộc sống của bạn chẳng khác nào địa ngục. Thế nhưng một khi bạn đã học được cách ứng phó với mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn, thì cuộc sống của bạn mới chính là thiên đường. Nhìn chung, hầu hết mọi người đều xem cuộc đời mình là một chuỗi những nỗ lực không ngừng nghỉ. Chưa có trường lớp nào hướng dẫn họ cách thức để làm cho cuộc đời mình trở nên đơn giản và thoải mái hơn. Nói cách khác là họ chưa biết cách để có một cuộc sống thanh thản, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Ở trường học, chúng ta được truyền dạy những kiến thức về khoa học và nghệ thuật. Về nhà, cha mẹ rèn cho chúng ta cách ứng xử và giao tiếp xã hội. Trường học trao cho chúng ta những kiến thức để bước vào đời. Tuy nhiên, sau khi lĩnh hội những kiến thức này và có được địa vị nhất định trong sự nghiệp, nhiều người lại luôn đi tìm câu hỏi, làm sao để được hạnh phúc? Phải chăng khi trưởng thành, chúng ta dần nhận ra rằng mình vẫn còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Chúng ta chưa bao giờ được dạy cách để có một cuộc sống hạnh phúc, cách xây dựng lòng tự trọng và cách làm chủ vận mệnh của mình. Từ ngàn xưa, chúng ta thường tâm niệm rằng chỉ có gian nan rèn luyện mới thành công. Bản thân tôi cũng mất mấy mươi năm của cuộc đời để tin vào điều đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Giờ đây, thay vì cố gắng tác động để mọi việc xảy ra, tôi đã nắm được nguyên tắc là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Kết quả là cuộc sống của tôi ngày càng lành mạnh, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nếu bạn luôn cảm thấy chán nản, căng thẳng và trống vắng, thì đó là những biểu hiện của một cuộc sống mất cân đối, và có lẽ bạn nên tạm dừng lại trong chốc lát. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản là một quyển sách giúp bạn tự nhìn lại bản thân để tìm hiểu xem cuộc sống của mình đang thiếu sót điều gì. Tự làm chủ cuộc đời mình. Sau khi đọc hết quyển sách này, bạn sẽ biết cách để có được một cuộc sống như bạn từng mơ ước. Bạn sẽ nhận ra và thu hẹp dần danh mục những điều mình không mong muốn. Nói bao giờ cũng dễ hơn là làm, nhưng hãy tin rằng rất nhiều người đã có được cuộc sống tốt đẹp hơn khi làm theo những lời khuyên trong quyển sách này. Những chia sẻ trong quyển sách hữu ích cho những ai sẵn sàng vượt ra khỏi những kiến thức thông thường, sẵn lòng đón nhận những gợi ý đơn giản nhưng cần thiết này. 12 hành động gợi ý trong cuốn sách, tương ứng với 12 loại gia vị, sẽ nhanh chóng làm cho cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn và tạo nên một môi trường mới mà ở đó chúng ta cảm thấy hài hòa và hạnh phúc trọn vẹn. Những ý tưởng này tuy đơn giản nhưng có thể tạo ra những kết quả to lớn đến không ngờ. Khi thực hiện những hành động gợi ý này, bạn sẽ nhận thấy chất lượng cuộc sống của mình có sự khác biệt rõ rệt. Những gia vị này sẽ góp phần làm thay đổi kinh nghiệm sống của bạn, khiến bạn cảm thấy yêu đời, phấn chấn và khỏe mạnh hơn. Cải thiện mối quan hệ với xung quanh giúp bạn trở nên năng động, tự tin và thành công hơn. Đôi khi chúng ta lướt đi quá nhanh trong cuộc đời, để rồi đôi lúc cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó nhưng lại không thể nhận ra đó là điều gì. Sau khi đọc xong quyển sách này,
có thể một lúc nào đó bạn chợt dừng lại và tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Nếu dừng lại đủ lâu để suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Câu trả lời đó chính là một trong 12 hành động gợi ý mà bạn đã đọc qua. Những hành động gợi ý trong cuốn sách Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản tuy dung dị nhưng lại rất thực tế. Chỉ cần hiểu rõ những gia vị, bạn sẽ có thể thay đổi tư duy của mình theo hướng tích cực và sớm tạo nên những thay đổi đáng kể. Hãy chọn ngày hôm nay là ngày khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời bạn, giai đoạn mà bạn cam kết sẽ trở thành một người sống có ý thức hơn và tận tâm hơn. Với quyển sách này, bạn sẽ thấy mình có thể thích ứng với những thay đổi dễ dàng hơn là bạn từng nghĩ. Nhưng để thành công, bạn cần phải hành động. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản bao gồm 12 loại gia vị. 5 loại gia vị đầu tiên là những yếu tố tạo nên sức mạnh. 7 loại gia vị tiếp theo sẽ tạo nên một cuộc sống tươi đẹp. Tất cả sẽ liên kết, hòa quyện vào nhau để tạo nên 12 loại gia vị mang đến sự thay đổi kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. Hành động tạo nên sức mạnh. Nếu bạn còn hoài nghi, hãy hành động ngay. Hãy viết câu nghĩ đơn giản cho đời thanh thản trên một vài mảnh giấy và dán nó ở những chỗ dễ nhìn thấy như gương phòng tắm, cửa tủ lạnh, bảng đồng hồ xe hơi. Cất một mảnh giấy vào ví, bàn làm việc, ở nhà và cơ quan. Trong những ngày tiếp theo, hãy để ý xem bạn có đang làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn hay không và tìm cách thay đổi quan niệm đó. Nhắc nhở bản thân rằng so với việc trèo lên đỉnh Everest thì việc bạn đang làm là quá dễ dàng. Duy trì trạng thái tư duy mới mẻ này bằng cách giữ thói quen nhìn vào những tấm thẻ này đều đặn mỗi ngày. Chúng sẽ nhắc nhở rằng bạn có khả năng tiếp cận sự việc bằng một trạng thái tâm lý khác so với trước đây. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng kháng cự lại những gì thuận tự nhiên sẽ khiến cho chúng ta căng thẳng nhiều hơn là thích nghi với chúng. Dần dần, bạn sẽ rút ra những bài học bằng khả năng thấu hiểu cuộc sống. Chẳng bao lâu, bạn sẽ nhanh chóng nhắc nhở bản thân nên chọn một cuộc sống dễ chịu mỗi khi xuất hiện khó khăn, trở ngại. Cuộc sống luôn mang theo những thử thách. Thử thách giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Chính ý thức của bạn mới có thể làm cho những thử thách này trở nên khó khăn hơn hoặc dễ dàng hơn. Nếu muốn đạt đến trạng thái an bình trong nội tâm và hiệu quả trong hành động, bạn phải thể hiện được những điều mình nói và tin tưởng. Mọi thứ thuộc về bạn phải thống nhất. Khi nảy sinh bất ổn hay xuất hiện mâu thuẫn trong cuộc sống, bạn phải xem đó là dấu hiệu cảnh báo để chú tâm hơn vào các nguyên nhân này. Đừng tự dằn vặt. Không nên tự dằn vặt vì bản thân không hoàn hảo, mà chỉ nên chú ý đến những chi tiết còn chưa tốt để cố gắng hơn. Theo thời gian, bạn sẽ hoàn thiện hơn, như viên ngọc thô được mài dũa sẽ sáng bóng lên từng ngày. Khi trưởng thành hơn, bạn sẽ dần nhận ra những thay đổi của chính mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những tình huống mà trước kia thường làm bạn mất bình tĩnh, thì giờ đây bạn đã có thể xử lý một cách chín chắn và tự tin. Có thể bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách khác, thế nhưng điều đó không quan trọng. Như một bông hoa hé nở từng ngày, bạn cũng đang trong quá trình biến đổi. Nếu bạn dùng tay để ép một đóa hồng nở sớm, bạn sẽ giết chết nó. Hãy đặt mình vào tình huống tương tự và sống thuận tự nhiên. Tôi nhận thấy rằng cách tốt nhất để rèn luyện một kỹ năng là hướng dẫn một người khác thực hành kỹ năng đó. Trong quá trình giảng dạy, bạn buộc phải hòa mình với kỹ năng này và luôn luôn phải lấy bản thân ra làm ví dụ. Nếu bạn là người làm cha mẹ, thì nuôi dạy con cái là một cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển của chính bạn và con của bạn. Lan tỏa điều tốt đẹp. Có những kỹ năng tỏ ra không hiệu quả thông qua hình thức giảng dạy, nhưng lại rất hữu hiệu khi tự học hỏi. Tôi đã dạy các con trở thành những người bạn tốt thông qua cách tôi đối xử với bạn bè. Tôi sẵn lòng giúp mỗi khi họ cần đến. Ví dụ như lái xe đưa một người bạn đến nơi hẹn khi xe người này bị hỏng, đi chợ nấu cơm cho bạn tôi khi cô ấy đau ốm. Tôi dạy cho con tôi về lòng bao dung bằng cách chỉ cho chúng thấy tầm quan trọng của lòng bao dung trong cuộc sống của mình.
Tôi không chỉ trọng lượng với con cái và gia đình, tôi còn khuyến khích các con tôi mở rộng tấm lòng với người khác. Khi quyên góp từ thiện, tôi luôn để các con cùng tham gia và giải thích cho chúng hiểu vì sao tôi làm như thế. Khi bạn sống có ý thức hơn, khi bạn nhận thấy mình có ý nghĩa với cuộc sống xung quanh, khi bạn chứng kiến sự phát triển của bản thân là bạn đang tỏa sáng. Không chỉ riêng bạn thấy vui về điều này, mà thực sự bạn còn đang giúp đỡ người khác bằng thứ ánh sáng ấm áp của mình. Sự bình an, tự tin, cảm giác thoải mái của bạn sẽ là nguồn động viên, truyền cảm hứng cho những người khác. Khi bạn biết cách sử dụng các loại gia vị mà quyển sách Nghĩ đơn giản chờ đợi thanh thản nhắc đến, mọi người sẽ dần nhận ra sự thay đổi ở con người bạn. Thay vì khuyên người khác làm theo mình, hãy để mọi người nhận thấy sự thay đổi ở chính bạn. Không cần phải cố gắng quá nhiều, bạn cũng có thể trở thành một người thầy chỉ bằng cách lấy bản thân ra làm ví dụ. Mọi người sẽ tìm đến bạn trò chuyện bằng những câu hỏi cởi mở, chân thành. Bạn sẽ có sức ảnh hưởng hơn nếu để cho họ chủ động tìm đến bạn, thay vì bạn phải tìm đến họ với ý định thay đổi họ. Khi bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực, họ cũng sẽ được truyền nguồn năng lượng để thay đổi. Vì khi đó, những lời nói và hành động của bạn là biểu hiện cho con người mới của bạn. Do đó, thay đổi của cá nhân bạn sẽ có tác động lan truyền, và bằng cách này, chính bạn đang đóng góp tích cực vào sự thay đổi chung cho cả thế giới này. Thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng. Quyển sách này sẽ giúp bạn phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn của mình một cách nhanh chóng. Trong thời đại mà mọi việc đều diễn ra nhanh chóng và người ta luôn nghi ngờ nhau thì điều này có vẻ như là một lời hứa hão huyền. Tuy nhiên, chỉ cần đọc đến đây, có thể bạn đã nhận thấy một cảm giác phấn khích thật sự đang trỗi dậy. Bản năng và trực giác sẽ giúp bạn nhận biết được sự khác biệt giữa đâu là sự thật và đâu chỉ là ảo giác, rằng những gia vị trong cuốn sách Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản sẽ nhanh chóng mang đến những hiệu quả bất ngờ như thế nào. Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng chưa thể đạt được sự hoàn hảo, vì chính tôi sẽ là người phê phán bản thân mình nghiêm khắc nhất. Cho nên, tôi phải cảnh giác để không tự dằn vặt khi nhận thấy những thiếu sót. Bản thân tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy xem mọi việc bình thường, không nên căng thẳng quá. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, nhiều người sẽ cho rằng tôi hẳn là một tấm gương tốt cho những điều tôi đang giảng giải. Có thể vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Điều mọi người nghĩ về tôi không hẳn là con người thật của tôi. Tuy nhiên, đó chính là con người mà tôi luôn hướng tới. Phát triển bản thân là một quá trình cần được thực hiện liên tục. Bạn còn sống là còn phát triển. Trong quá trình đó, hãy không ngừng tự mài dũa chính mình và rồi nhân cách của bạn sẽ ngày càng sáng lấp lánh. Hết phần Let It Be Easy, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.